Xin chào các bạn, hôm nay kênh HeDesign sẽ giới thiệu với các bạn về chức năng và cách sử dụng công cụ Shape Build Tool trong Illustrator. Công cụ Shape Build Tool trong hộp Toolbox ở vị trí này, nó là phím tắt Shift M. Khi các bạn click vào cái công cụ này, nó sẽ hiện lên 3 công cụ ẩn trong đấy. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Shape Build Tool, phím tắt Shift M. Công cụ Shape Build Tool giúp chúng ta xây dựng hình dạng của đối tượng, đặc biệt là những hình dạng phức hợp. Chúng ta có thể thao tác với nó rất là dễ dàng. Khi các bạn tìm hiểu xong, các bạn sẽ thấy công cụ Shape Build Tool nó có chức năng gần giống đối với Pathfinder. Tuy nhiên, chỉ một công cụ nhưng chúng ta có thể tích hợp được nhiều chức năng của các cái lệnh trong Pathfinder như thế này. Công cụ Shape Build Tool nó có 3 chế độ. Chế độ thứ nhất đó là Mesh, cho chúng ta kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng vào một hình dạng duy nhất chỉ bằng một thao tác rất là đơn giản, đó là nhấp và giữ trong khi kéo chúng. Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ. Hiện tại chúng ta đã có hai hình tròn. Bây giờ tôi muốn hợp nhất hai hình này lại với nhau, tôi sẽ sử dụng công cụ Shape Build Tool. Và thao tác rất đơn giản bằng cách đó là chúng ta nhấp, giữ và kéo hết vùng cái đối tượng mà chúng ta muốn hợp nhất. Sau đó chúng ta thả ra. Như vậy lúc này đối tượng chúng ta đã được hợp nhất thành một hình. Với cái chức năng này của Shape Build Tool, các bạn sẽ thấy nó giống với chức năng hợp nhất đối tượng bên trong bảng Pathfinder. Chế độ thứ hai của Shape Build Tool đó là Extract, cho phép chúng ta click chuột vào bất kỳ phần tử nào của các đối tượng chồng lên nhau để tách chúng ra từ những hình lớn. Ví dụ bây giờ tôi có một hình như thế này. Tôi chọn hai hình đồng thời. Tôi click vào cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Như vậy là tôi đã tạo ra được một đối tượng mới. Chức năng thứ ba đó là chức năng Eraser, nghĩa là xóa hình. Cũng với hai hình tròn cơ bản, chức năng xóa hình của Shape Build Tool nó thực hiện được khi mà chúng ta giữ thêm phím Alt. Các bạn sẽ thấy con trỏ chuột lúc này nó hiện lên dấu trừ và chúng ta chỉ việc nhấp hoặc là kéo chuột qua những vùng chúng ta muốn xóa và thả tay ra. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được lệnh trừ hình Eraser. Các bạn nhớ là để thực hiện chức năng Eraser thì chúng ta phải giữ thêm phím Alt các bạn nhé. Hoặc đối với một số những hình phức tạp hơn, ví dụ bây giờ tôi có hình như thế này. Chúng ta có thể tạo ra được những hình phức hợp chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Khi tôi có các đối tượng như thế này, tôi muốn thực hiện chức năng Extract, đó là tách chúng ra từ những phần tử giao nhau, thì tôi chỉ việc click nhấp chuột vào những phần tôi muốn tách chúng ra. Mỗi lần tôi di chuyển là một lần click. Thậm chí ở giữa này chúng ta ban đầu chúng ta không có hình. Bây giờ chúng ta cũng có thể click để tạo ra một đối tượng mới từ cái vị trí không có. Bây giờ tôi có thể đổi màu cho chúng. Như vậy là chúng ta đã được một đối tượng mới sau khi thực hiện lệnh Extract và đổi màu. Hoặc khi có đối tượng như thế này rồi, chúng ta cũng có thể hợp nhất một hình phức hợp nào đó. Ví dụ tôi thực hiện như thế này. Như vậy là chúng ta đã thực hiện lệnh Mesh để tạo ra một đối tượng phức hợp khác. Còn nếu như trường hợp chúng ta muốn xóa bỏ một đối tượng nào đó trong số các đối tượng như thế này, thì tôi chỉ việc chọn công cụ Shape Build Tool và sau đấy giữ thêm phím Alt. Và chúng ta trừ đi
trừ đi những đối tượng không cần thiết chúng ta muốn xóa. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ Shape View Tool để vẽ lại hai đối tượng, chính là hai chậu hoa như thế này. Với chậu thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái bông hoa như thế này.
Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách sử dụng công cụ Shape Build Tool trong Illustrator cũng như là thao tác để thực hiện một số bài tập nhỏ. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.